kiêng. Này, này, chặt thanh trắng xuống. Thanh trắng. Mẹ ơi, đến khu nhà kho bỏ hoang đi. Chưa kiếm, không còn thời gian nữa đâu. Đi nhanh lên. Mẹ ơi, mẹ con Bình đi đâu thế? Hôm nay mẹ không đi làm. Mẹ về chơi với Thê Giang đấy. Thê Giang và mẹ sẽ đến một nơi tuyệt đẹp. Điện thoại đâu? Số này mới hòa mạng nên có thể yên tâm dùng. Ừ. Chưa đi à? Dương Chí Kiên bỏ trốn khỏi đồn cảnh sát ư? Anh bảo sao cơ? Truy nã đích danh. Dương Chí Kiên định làm trò gì thế không biết. Bây giờ tôi sẽ đến đó ngay. Thế là sao? Sao đồ quỷ việt đó lại bỏ trốn khỏi đồn cảnh sát? Dương Chí Kiên bỏ trốn trong lúc đang bị điều tra nên bị truy nã đích danh rồi. Trời đất ơi, đúng là trò gì cũng dám làm. Cháu đi gặp Moon Sang-hyuk một lát. Dù sao bọn họ là vợ chồng thì anh ta sẽ biết chuyện gì đó. Để anh đi tìm Su-chun xem sao. Chắc chắn người giúp Dương Chí Kiên bỏ trốn là Su-chun. Thảo nào bác cứ thấy bất an. Chưa biết chừng Dương Chí Kiên lại giở trò gì nữa. Nên hai đứa nhớ cẩn thận nhé. Bỏ trốn rồi ư? Đi đâu rồi? Mau tìm đi. Anh ơi, có chuyện gì vậy? Anh đã nghe tin gì về Jun Jae Kyung chứ? Tin gì cơ? Jun Jae Kyung bỏ trốn rồi. Sao lại bỏ trốn? Trốn từ đâu? Có thật không? Anh có biết Jun Jae Kyung đi đâu rồi không? Chuyện đó làm sao biết được? Dẫu sao đừng được là vợ chồng mà vợ anh đi đâu anh cũng không biết. Nói thế mà nghe được cả. Em tưởng cô ấy là người đi đâu cũng báo cáo cho anh chắc. Anh nghĩ ra chỗ nào đáng nghi mà Dương Chí Kiên có thể đến thì cho em biết. Có thể sau này sẽ nhớ ra. Cô ta đã bị truy nã đích danh rồi thì có lần trốn cũng không có lợi gì. Mong ra đầu thú thì hơn, không đúng sao? Mẹ ơi, con không thích chỗ này đâu. Không sao, có mẹ ở đây rồi mà. Con không thích, con sợ lắm. Mẹ con mình về nhà đi. Thế Giang, con bảo muốn đi cắm trại đúng không? Vâng. Hôm nay mẹ con mình sẽ đốt lửa trại ở đây. Mẹ sẽ nấu cho Thế Giang cả món mì tôm mà con thích ăn, được không? Mì tôm ư? Đúng rồi. Vậy đồng ý ở lại đây nhé. Con thích mì tôm lắm. Thế Giang sẽ ăn mì tôm. Trước khi ăn mì tôm thì chụp một bức ảnh đi. Thế Giang, chú cháu mình đi mua mì tôm đi. Bông Sơn Hoa, tôi sẽ không để yên cho cô đâu.
여보세요? Alo. Nào. Tôi đây. Dương Trạch Kiên, cô điên rồi à? Đang điều tra mà bỏ trốn. Cô định thế nào đây? Đừng dài dòng nữa. Xem ảnh tôi vừa gửi đi. Cô có ý gì? Nên làm gì thế sao? Làm gì hay không phụ thuộc vào cô? Gì cơ? Dương Trạch Kiên, một mình cô đến đây đi. Đừng cho cảnh sát biết. Không thì đừng mong gặp lại Thế Giang. Dương Trạch Kiên, cô có tỉnh táo không thế? Cô bảo Thế Giang là con trai cô cơ mà. Vậy mà cô lại mang con trai ra để uy hiếp tôi. Cô làm thế có còn xứng là mẹ nữa không? Chính cô đã khiến tôi làm thế này. Tôi muốn là người mẹ yêu con trai đến cùng, nên liệu mà làm. Tôi biết rồi. Tôi sẽ làm theo ý cô. Vì thế đưa Thế Giang về đây. Trẻ con có tội tình gì cơ chứ? Cô cũng là mẹ cơ mà. Nghe khẩn thiết quá nhỉ. Được rồi, đến đây với tấm lòng khẩn thiết đó đi. Cô biết nếu có đuôi bám theo thì sẽ thế nào rồi chứ? Tôi nhớ lại giây phút tôi nhìn thấy cảnh sát thì cô và Thế Giang sẽ chấm hết vĩnh viễn. Phải đến một mình. Không được nói cho ai hết. Hiểu chưa? Tôi hiểu rồi. Cho tôi địa chỉ đi. Tôi sẽ nhắn tin. Dương Trạch Kiên. Anh trên một mình cô đến đây, đừng cho cảnh sát biết, không thì đừng mong gặp lại Thế Giang. Đào tẩu là sao? Vậy ra nó bỏ trốn khỏi đồn cảnh sát chứ? Vâng, con gọi cho Su Chân không được nên về xem có ở đây không. Bố có biết cậu ta đang ở đâu không? Sao cô lại về một mình? Thế Giang nhà tôi đâu? Trưởng phòng Kim đón Thế Giang về trước rồi. Thế Giang vẫn chưa về ạ? Gì thế này? Sao Su Chân lại đưa cả Thế Giang đi? Su Chân đưa Thế Giang đi là sao? Mình, anh cũng biết rồi à? Cậu ta có bình thường không thế? Dám đợi bảo Thế Giang. Gọi điện xem nào. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy. Tắt máy rồi. Liệu có phải bố sai Su Chân đến giúp Trạch Kiên đào tẩu không? Cái thằng này, con nghĩ bố là ai mà hỏi như thế? Thì ra anh cũng biết rồi. Thế nên đến cả dư luận cũng im ắng thế này. Con đúng là bố làm vậy không? Thế nên bố mới chặn dư luận trước. Không làm thế thì công ty nhà mình sẽ bị đóng cửa. Đúng là... Mau đi tìm Thế Giang trước đi. Rốt cuộc chúng nó đã đưa thằng bé đi đâu rồi? Chế Minh, nhờ cảnh sát hỗ trợ đi. Nhanh lên. Sao lại nhờ cảnh sát hỗ trợ? Chế Kiên dù có không thể làm đến mấy thì sao có thể làm gì hại đến con mình? Cứ chờ thêm xem thế nào. Chờ rồi nhỡ Thế Giang có chuyện gì thì sao? Lên lên. Sơn Hoa cũng không nghe máy. Có chuyện gì vậy nhỉ? Đưa Thế Giang đến biệt thự đi. Em định làm gì? Tất cả mọi chuyện đều tại bông Sơn Hoa. Tôi sẽ không để yên cho cô ta đâu. Tại bông Sơn Hoa mà tôi ra nông nỗi này. Trê Kiêng, không nên kéo cả Thế Giang vào. Chủ tịch sẽ không tha thứ cho em đâu. Đằng nào thì sự cũng đã rồi. Không lợi dụng Thế Giang thì bông Sơn Hoa sẽ đến gặp tôi chắc. Anh thấy lo cho em. Thấy lo cho tôi thì làm việc tôi sai cho tử tế vào. Thôi được rồi. Thế Giang dậy thì nấu mì tôm cho nó ăn. Để nó không khóc. Bông Sơn Hoa, cô đã trả đạp cuộc đời tôi nên tôi cũng sẽ đáp trả y hệt. Cô và tôi phải có một người chết thì mới chấm dứt mối nhiệt duyên dai dẳng. Người chết phải chính là cô. Cứ chờ đi. Sơn Hoa,
선아랑 sao lại tìm Sơn Hoa? Vừa nãy hai đứa đi cùng nhau cơ mà. Cuối không nghe máy nên con đến đây xem có ai ở đây không. Con đang lo bị Xuân Trơn đưa Thê Sang đi rồi. Sao cơ? Cậu ta đưa Thê Sang đi ư? Trời ơi, khổ thân thằng bé. Kim Xuân Trơn thế nào rồi? Chưa liên lạc được à? Vâng, cậu ta cũng không nghe máy. Vậy nếu có phải Jun Jae Kyung đưa cả Thê Sang đi bỏ trốn cùng không? Phải cầu mong là nó không cạn tàu gió mãi đến mức đó. Con sẽ đến đồn cảnh sát xem thế nào. Mẹ cứ tiếp tục gọi cho Sơn Hoa đi ạ. Ừ, được rồi. Vậy anh sẽ thử tìm vị trí định vị điện thoại của Sơn Hoa để đề phòng những có chuyện gì nên Gina đã cài sẵn ứng dụng rồi. Cảm ơn anh. Chuyện này là thế nào? Sao con trai cử khôi của mẹ lại đến nơi mà lẽ ra không phải đến thế này? Con không sao đâu, không sao gì chứ. Mẹ đau lòng chết mất. Con ăn cơm rồi chứ? Vâng, mẹ đừng lo. Con sắp được ra rồi. Mà chưa có tin tức gì về Trê Kiên hả mẹ? Mẹ lại sợ sẽ có tin gì từ nó ấy. Chỉ tại con xấu xa đó mà cả con cũng gian nông nỗi này. Nó định làm gì mà bỏ con lại rồi một mình thoát thân? Chắc là có âm mưu gì đó. Chủ tịch bảo khi nào cứu con ra thế? Không nói gì à? Trê Kiên bỏ trốn rồi thì ông ấy làm gì còn tâm trí nào quan tâm đến con nữa? Chúng ta có Sơn Hoa rồi còn gì? Sơn Hoa bảo sẽ cứu con ra ngoài. Sơn Hoa ư? Vì thế mẹ cứ về nhà đi, đừng lo gì cho con cả. Trông chừng cẩn thận, đừng để thằng bé đi đâu. Vâng. Chú trưởng phòng Kim ơi, bao giờ thì mẹ cháu đến đây ạ? Mấy chú ấy nấu mì tôm cho thì ăn đi nhé. Rồi một lát nữa mẹ cháu sẽ đến. Cháu không ăn mì tôm đâu. Cháu đi theo chú cơ. Cháu sợ lắm. Không sao đâu. Chú đưa cháu đến chỗ mẹ cháu đi. Mẹ cháu sắp đến đây rồi. Cố chờ đi. Em định làm gì? Anh lái xe của tôi rồi quay lại chỗ Thê Sang đi. Tôi xử lý xong việc thì sẽ bắt taxi về biệt thự. Dừng lại đi. Chủ tịch đang cố gắng cứu em, mà em lại làm hại người nữa thì định giải quyết hậu quả thế nào đây? Tôi là ai cơ chứ? Tôi là Jun Jae Kyung đấy. Tôi có kế hoạch cả rồi. Jun Jae Kyung. Mọi người sẽ nghĩ cô ta bị tai nạn. Lần này không trừ khử được Bông Sơn Hoa thì cuộc đời tôi sẽ tiếp tục bị cô ta trả đạp. Tôi sẽ chấm dứt luôn lần này. Trê Kiêng. À, không được cho ai biết Thê Sang đang ở đâu. Xử lý xong Bông Sơn Hoa thì tôi sẽ đến đón Thê Sang rồi về bàn bạc với bố. Sao lại thế này? Người vừa cứu em ra cũng là chủ tịch đấy. Còn nữa, chủ tịch đã dặn anh lựa tình hình mà cứu em ra để không bị nghi ngờ rồi. Không, bây giờ bố đang rất giận tôi. Để cứu tôi ra thì cũng sẽ bắt tôi thôi việc và cử ra nước ngoài. Tôi không thể sống như thế được. Trê Kiêng, khoác áo này vào rồi đi. Anh mang từ biệt thự đến đấy. Giờ vẫn chưa muộn đâu.
Em nên dừng lại thì hơn. Kiêng. Thế Giang nhà tôi đâu? Thế Giang nhà tôi đang ở đâu? Tôi đã muốn một lần nói chuyện thẳng thắn với cô. Im đi Jun Jae-kyung. Sẽ biết nhà tôi đang ở đâu? Sẽ biết nhà tôi bị thương thì cô sẽ chết trong tay tôi. Thế Giang vẫn ổn. Tôi với cô quyết đấu một phen rồi chấm dứt mối nghiệt duyên trong thời gian qua đi. Mối nghiệt duyên, ai là người tạo ra mối nghiệt duyên đó? Nếu tôi không khiến bà tôi mất, vô ăn cho tôi thành thủ phạm giết chết 5 khi khác rồi tấm tôi vào tù thì giữa tôi và cô đã không có mối nghiệt duyên đó. Im mồm đi. Tất cả mọi chuyện là tại cô. Sao tôi lại thành người bị truy đuổi? Chỉ cần không có cô, chỉ cần cô biến mất là xong. Tôi hận vì hồi đó không kiểm tra lại chiếc vali. Lẽ ra cô phải chết từ hồi đó. Chết đi. Chết đi. Tôi bảo cô chết đi. Lẽ ra cô phải chết trong tay tôi từ trước. Chết đi. Nổi vị trí của Sơn Hoa rồi, anh sẽ nhắn địa chỉ cho. Chuyện gì rồi? Trịnh Kiên bị rơi xuống dưới rồi. Hả? Sơn Hoa, anh Trịnh Minh, Trịnh Kiên bị rơi xuống dưới kia rồi. Nếu cô ta chết thì phải làm sao? Phải làm sao? Không sao đâu. Sẽ không có chuyện gì đâu. Chủ tịch, có chuyện rồi. Trịnh Kiên. Hả? Trịnh Kiên bị rơi xuống sông nên chưa rõ tung tích. Này, cậu làm việc kiểu gì thế hả? Xin lỗi chủ tịch. Tìm đi, tìm nhanh lên. Lạnh thế này mà rơi xuống sông thì có thể sẽ chết đấy. Tìm con gái tôi đi, bằng mọi giá phải tìm được. Tôi sẽ phái người đến tìm, người vị trí chính xác cho tôi. Nhớ giữ an toàn tuyệt đối. Thư ký Nam. Có chuyện gì vậy? Cậu tập trung tất cả cậu làm tư nhân đến đây. Nhanh lên, vâng. Trịnh Kiên mà chết là tại cậu đấy. Đi tìm nhanh lên. Thế Giang nhà mình làm sao? Thế Giang nhà mình thế nào rồi? Không sao đâu, Sơn Hoa.
Chết Kiên không phải là đứa chết dễ dàng như thế đâu. Thế nào? Tôi đã cử người đến sông đó tìm kiếm rồi. Tuyệt đối không được để dư luận hay cảnh sát biết. Vâng, tôi đang cố gắng ngăn chặn. Điền mất thôi. Không biết Chê Kiêng thế nào rồi. Tôi tìm kiếm vẫn đang tìm đấy chứ. Mà khu vực đó cao bao nhiêu mét vậy? Nơi từ nó xuống thì liệu có còn sống không? Sống được không? Có thể sẽ bị thương nặng hoặc là mà thôi. Vẫn chưa tìm thấy con bé cơ mà. Chắc là vẫn còn sống. Con bé này giờ gây ra chuyện như thế rồi mà chết thì biết làm sao. Bằng mọi giá phải sống. Su Chân, thế rằng thế nào rồi? Đang ở biệt thự. Tôi biết rồi. Anh làm thằng bé khóc rồi kìa. Tại tôi. Múa tử tế xem nào. Này. Như này mà không làm được à? Thì tôi vẫn múa đúng như thế mà. Cậu bé, các chú sẽ thử lại lần nữa. Đừng khóc nhé. Được không? Túc. Nín đi. Sao mình bây giờ thấy bất an để lúc tôi tập trung làm việc được thế này? Suốt cuộc bao giờ Sang Hiếp mới được ra? Cứ thế rồi nhỡ lệnh bắt được phê duyệt thì sẽ bị chuyển sang trại giam ngay. Mà bố vợ là chủ tịch thì lẽ ra phải giúp chứ nhỉ? Mẹ ơi! Mẹ ơi! Có chuyện lớn rồi, chuyện lớn. Chuyện lớn thì đã có rồi. Anh con đang ở trong phòng tạm giam là chuyện lớn rồi. Làm gì còn chuyện gì lớn hơn nữa? Không phải chuyện đó đâu. Mà là chị Chê Kiêng vào tổ hai bên cảnh sát rồi. Ôi giời, chuyện đó mẹ cũng biết rồi. Còn vô tình định bỏ trốn thì phải đưa cả chồng đi chứ. Đằng này lại đi một mình. Nó cũng to gan thật. Mẹ không biết bỏ trốn thì tội sẽ nặng hơn à? Mà bây giờ chuyện đó không quan trọng. Bố nó sẽ khắc biết lo liệu. Con gái chủ tịch tập đoàn Đê Quốc còn lâu mới bị đi tù. Không phải thế mà là chị Chê Kiêng. Chị ấy bỏ trốn xong bị rơi từ trên vách núi xuống nên giờ chưa biết sống chết thế nào. Gì cơ? Chưa biết sống chết thế nào ư? Thế là thế nào? Hai người đang nói về ai vậy? Chị Thu Gia giả. Chuyện này là sao? Đây đúng là vụ lớn rồi. Rồi sao? Vẫn chưa biết chắc chắn chưa tiên thế nào à? Vâng. Rơi xuống sông rồi mất tích. Nhưng công ty chặn hết dư luận. Chỉ có vài người trong phòng con biết chuyện này thôi. Sao lại thế nhỉ? Trời đất ơi, rơi xuống nước thì hết hy vọng rồi. Không phải, sao trên kia nhà tôi lại bị như thế chứ? Làm sao bây giờ? Cứu Chê Kiêng đi, cứu Chê Kiêng đi. Cô làm sao chứ? Chê Kiêng ơi, chị, có chuyện gì với Chê Kiêng nhà tôi vậy? Bỏ trốn vẫn chưa đủ hay sao mà còn rơi xuống sông rồi chưa rõ biết sống chết thế nào? Chê Kiêng ơi, mẹ không thể sống thiếu con. Con tuyệt đối không được chết. Sao? Lo sợ ngân hàng của cô không còn nữa à? Sao chị lại nói như thế? Còn chị chết thì chị có nói được câu đó không? Dù hề rằng chị không nên sống thế. Chị kêu nhà tôi sống ở nhà này khổ sở thế nào? Khi phải lựa ý chị, tôi biết từ hết.
trên kênh nhà tôi mà có mệnh lệnh gì thì tôi sẽ không để yên cho chị đâu. Tôi sẽ đáp trả lại hết những lỗi tủi nhục trong thời gian qua trên kênh nhà tôi phải gánh chịu. Trên kênh ơi. Dễ chịu quá. Ừ, cô Mie. Bây giờ tôi đang bận chết đi được. Mai cũng không được. Tôi bận lắm. Đã bảo không được rồi mà. Vâng mẹ, không thế thì chúng con cũng đang đến chỗ Thế Giang đây. Vâng. Từ đây đến biệt thự mất bao lâu? Chắc là Thế Giang vẫn ổn chứ. Ở gần đây, nhanh thôi. Thế Giang ơi, Thế Giang, Thế Giang, Thế Giang nhà tôi đâu rồi? Cô là ai? Thế Giang ơi, cậu là ai? Thế Giang. Thế Giang. Không thấy thằng bé đâu cả. Cậu bé vẫn nằm ngủ ở kia mà. Không có à? Không có ư? Sao lại hỏi chúng tôi? Thế Giang đâu rồi? Tôi tìm khắp mà không thấy. Rõ ràng vừa nãy còn ở đây mà. Đi tìm thằng bé về đây ngay. Thế Giang mà có chuyện gì thì các anh cứ liệu hồn đấy. Thế biết ơi. Thế Giang ơi. Đây đây, Thế Giang ơi. Không ổn rồi. Mình không thể để Giang hết nhà mình khổ sở dưới nền nhà lạnh lẽo như thế được. Dù phải đến sân nhà chủ tịch Jun ăn vạ thì mình cũng không thể để yên thế này. Đúng rồi, phải thử một phen xem sao. Mẹ định đi đâu? Anh con sắp bị đi tù rồi mà con vẫn nuốt được cơm à? Làm gì đã bị đi tù? Vẫn đang điều tra mà. Thế nên mới ở trong phòng tạm giam chứ. Thì có khác gì nhau đâu. Được ngồi thoải mái trên ghế sofa chắc. Vậy mẹ định đi đâu? Phải đến nhà chủ tịch rồi năn nỉ chứ. Hy vọng với tiền và thế lực của họ thì có thể cứu Sang Hiếp nhà mình ra ngay. Mẹ, nhà đó đang có chuyện đấy. Chị dâu còn chưa biết sống chết ra sao mà mẹ lại nhắc đến anh Sang Hiếp. Có giúp được thì họ cũng không muốn giúp. Ừ gì? Vậy phải làm sao? Phải làm sao với Sang Hiếp đây? Sang Hiếp. Này anh, điều tra xong rồi thì phải thả tôi ra chứ. Các anh để tôi mất thủ phạm rồi, sao lại làm thế này với người vô tội? Các anh có biết tôi là ai không? Tôi không phải là người đáng bị ở đây thế này đâu. Còn chưa mở ra. Mau mở ra đi. Anh Moon Sang Hiếp, tạm thời anh ra khỏi đây đi. Sao không nói từ trước đi? Trước mắt anh cứ về nhà đi đã. Khi nào bắt đầu điều tra lại thì chúng tôi sẽ gọi. Anh cứ biết thế đi.
Thế Giang ơi. Thế Giang. Thế Giang à. Thế Giang. Sơn Hoa. Thế Giang. Thế Giang sẽ không sao chứ? Đừng lo, thằng bé là con trai em mà, sẽ không sao đâu. Vâng mẹ. Mẹ có tin gì về Thế Giang chưa? Con nói gì cơ? Sao con lại hỏi vậy? Con bảo Thế Giang đang ở biệt thự cơ mà. Trời Minh, Thế Giang không ở biệt thự. Hình như thằng bé lẻn đi trong lúc đàn em của Su Chân không để ý. Gì cơ? Lạnh thế này mà thằng bé đi đâu? Thế Giang không quen đường ở khu đó, nhỡ đi lạc thì sao? Làm thế nào bây giờ? Mới đi nên chắc chưa đi được xa đâu. Con đang đi tìm cùng Sơn Hoa rồi. Nếu có ai gọi về thì mẹ nghe nhé. Ừ, mẹ biết rồi. Báo cảnh sát rồi chứ? Vâng, con báo rồi ạ. Ừ, mẹ biết rồi. Hy vọng sẽ không có chuyện gì. Mẹ đừng lo quá. Thế Giang, làm sao bây giờ? Trời thì lạnh thế này. Thế Giang, làm sao bây giờ? Giám đốc Cao, tôi đây. Không thấy Thế Giang nhà tôi đâu cả. Phải tìm Thế Giang nhà tôi ngay. Thế Giang ơi. Thế Giang. Thế Giang à. Thế Giang. Không sao đâu Sơn Hoa. Cứ tưởng sẽ tìm thấy thằng bé ở gần đây. Em thấy lo quá. Làm sao bây giờ? Lạnh thế này, nếu thằng bé đi đâu rồi mất thì sao? Làm sao với Thế Giang đây? Báo cảnh sát rồi thì sẽ tìm thấy ngay thôi Sơn Hoa. Thế Giang. Thế Giang ơi. Sao cơ? Không thấy Thế Giang đâu ư? Thế là thế nào? Ừ, em thấy Sơn Hoa đang đi tìm Thế Giang à? Thế Giang đi đâu mà phải tìm? Thế là sao? Ừ, Trên Minh, tìm thấy thì gọi cho anh nhé. Sao lại không thấy Thế Giang đâu? Kim Trạch Kim bắt cóc Thế Giang làm con tin rồi gọi Sơn Hoa đến. Kim Su Chân để Thế Giang ở biệt thự rồi đi. Nhưng hình như Thế Giang ra ngoài một mình. Thế gì? Lại thế này mà Thế Giang ra ngoài một mình ư? Mà sao lại bắt cóc với làm con tin? Yun Jae Kyung có bình thường không thế? Cô ta đã nuôi Thế Giang như con mình bao nhiêu năm rồi mà lại có ý định bỏ trốn rồi giữ Thế Giang làm con tin ư? Cô ta quả thực rất quá đáng. Bây giờ Trên Minh và Sơn Hoa đang đi tìm rồi. Hai người vừa nói gì thế? Không thấy ai cơ. Không thấy Thế Giang cháu tôi ư? Tìm thấy chưa? Đã tìm thấy trên kiêng chưa? Thực ra có chuyện gì mà không nói được. Nói đi. Họ tìm thấy chiếc khăn quàng cổ của trưởng phòng Sun ở hạ lưu sông. Tìm thấy trên kiêng rồi ư? Cậu ra ngoài đi. Mình. Thế là thế nào? Đã tìm thấy trên kiêng rồi à? Tìm thấy khăn quàng cổ. Không việc gì phải náo loạn lên thế. Chắc sau khi rơi xuống thì bị nước cuốn đi rồi. Đừng lo, Trương Kiên vẫn còn sống. Là con gái tôi thì chắc chắn vẫn sống.
Jae-kyung, không phải là đứa chết dễ dàng như thế đâu. Anh thật là... Hồi Jae-kyung còn sống thì sao anh không tin tưởng nói như thế đi? Giờ lại còn nói là con gái anh thì vẫn còn sống. Bị dòng nước sông lạnh lẽo đó cuốn đi thì làm sao mà sống được? Anh đã giết con bé. Cứu con bé đi, cứu Jae-kyung đi. Cô này hay thật. Anh... Hồi Jae-kyung còn sống anh đã bao giờ nói được câu nào tình cảm với con bé chưa? Anh đã bao giờ khích lệ hay vỗ về con bé chưa? Anh chỉ động cái là quát tháo, mắt lúc nào cũng như nổi lửa, rồi bắt tội con bé còn gì. Như kiểu vì giận em mà chút lên đầu con bé, giờ nói chuyện nó có ích gì nữa. Sống cùng dưới một mái nhà, nhưng Trên Minh được lớn lên trong tình yêu thương của bố mẹ. Còn con gái em thì khổ sở biết nhường nào khi phải nỗ lực để được bố công nhận. Anh có biết không? Anh có biết Jae-kyung đơn độc biết nhường nào không? Đây là văn phòng đấy, nói nhỏ thôi. Đưa Jae-kyung về đây. Đưa về đây ngay. Ngay trước mặt em. Jae-kyung. Mẹ ơi, Jae-kyung thế nào rồi ạ? Tôi cũng đoán là cậu biết tin rồi. Có thật là Jae-kyung bị rơi từ vách đá xuống rồi chưa có tin tức gì không? Đang cử người đi tìm rồi, nên chắc sẽ tìm thấy thôi. Mà Thế Giang đáng lo hơn đấy. Dạ. Thế Giang làm sao ạ? Gì thế này? Jae-kyung thì chưa biết sống chết ra sao. Rồi cả Thế Giang cũng mất tích. Nếu vậy thì mình sẽ ra sao đây? Chẳng lẽ tất cả mọi thứ sụp đổ trong phút chốc? Jae-kyung, em đâu phải người chết dễ dàng như thế. Jae-kyung, em chết thật rồi sao? Thế Giang, thằng Hiếp nhà tôi về rồi đúng không? Vậy còn Thế Giang đâu rồi? Chị chờ đi, vẫn đang tìm rồi. Sao cơ? Đang tìm ư? Vì thằng bé không phải là cháu của chị nên mặc kệ chứ gì, đúng thế không? Này chị nói năng cẩn thận. Lẽ ra tôi không nên cho sang hết nhà tôi lấy Jae-kyung. À không, lúc Jae-kyung xin xe buýt nhà tôi thì không thể sinh con được nữa, thì lẽ ra tôi không nên đồng ý. Xe buýt à? Sẽ tìm thấy ngay thôi, chị đừng lo. Gì cơ? Đừng lo ư? Chị không khác gì Dương Jae-kyung từng dỗ ngon dỗ ngọt, hỏi xin xe buýt rồi bắt cóc chính con mình. Chị vừa nói gì? Trời đất ơi, làm sao có thể bắt cóc chính con mình, làm con tin cơ chứ? Chính vì không được gia đình dạy dỗ tử tế nên mới có ý nghĩ làm trò vô đạo đức như thế. Chị mà dạy dỗ tử tế thì làm sao Jae-kyung lại có ý nghĩ bỏ trốn rồi đưa con mình đi như thế? Mẹ đừng làm thế này. Sang Hiếp, con còn sống trở về là may mắn lắm rồi. Ôi, con tôi giỏi lắm. Con khổ sở lắm đúng không? Chị đi đâu đấy? Tôi bảo chị đi tìm Thế Giang cơ mà. Thế nào rồi? Vẫn chưa tìm được ạ. Tôi đã huy động thêm thợ lặn để tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm thấy. Sao Jae-kyung lại đến đó? Đến đó một mình à? Su-chun, tôi nhờ cậu đấy. Cứ nói là Jae-kyung đến đó một mình. Vâng.
Cô ấy bảo tôi đừng lên, rồi lên đó một mình. Này, cái thằng này, lẽ ra cậu phải đi cùng chứ? Sao không thể đoán ra con bé sẽ chọn cách đó khi bị dồn vào bước đường cùng? Tôi xin lỗi vì đã để Chê Kiêng làm trò dại dột này. Không đâu, không đâu. Chắc chắn con bé còn sống và đang ở đâu đó. Buồn rồi, thôi cậu mau đi đi. Hồi Chê Kiêng còn sống, anh đã bao giờ nói được câu nào tình cảm với con bé chưa? Anh đã bao giờ khích lệ hay vỗ về con bé chưa? Anh chỉ động cái là quát tháo, mắt lúc nào cũng như nổi lửa rồi bắt giữ con bé còn gì, như kiểu giận em nên chút lên đầu con bé. Có vẻ như trưởng phòng Jun leo lên vách đá để đưa ra lựa chọn cực đoan. Chắc con bé đưa Thê Giang đến biệt thự vì muốn ở cùng thằng bé những phút cuối cùng. Sao lại đưa ra lựa chọn cực đoan như thế? Lẽ ra phải biết nghĩ cho Thê Giang mà tìm cách vượt qua khó khăn này chứ. Phó giám đốc Dung cũng được về nhà rồi. Ừ, về nhà đi đã. Ừ, mình à, em không gọi thì anh cũng đang định về đây. Sao cơ? Không thấy Thê Giang đâu. Thê Giang ơi, Thê Giang, Thê Giang, làm ơn cho tôi hỏi, anh có thấy đứa bé này đi về hướng này không? Tôi không thấy. Vâng, bố. Bố gọi cho đồn trưởng đồn cảnh sát ở đây rồi ạ. Vâng, chúng con cũng đang đi tìm. Tìm thấy thì con sẽ báo ngay ạ. Vâng. Đi tìm tiếp đi. Thê Giang ơi, Thê Giang, Thê Giang ơi. Sơn Hoa, có sao không? Bùn sằng nhất. Giờ thì anh hả dạ rồi chứ. Tất cả là tại anh. Nếu không tìm thấy Thê Giang thì tôi sẽ không để yên cho anh đâu. Giờ nói như thế có nghĩa lý gì nữa? Sẽ tìm thấy Thê Giang. Xem nào, hình như em bị đau chân rồi. Nếu anh trả xe buýt cho tôi thì hồi tôi đòi thằng bé thì đã không xảy ra cơ sự này rồi. Chỉ cần anh cho tôi gặp thằng bé là được còn gì. Ai mà biết được lại ra nông nỗi này. Với lại em cũng biết rồi, Thê Giang vẫn chưa biết em là mẹ thằng bé. Em để yên đến bây giờ vì sợ Thê Giang sốc còn gì. Thế mới nói. Biết thế tôi đã để thằng bé ở bên cạnh. Dù thằng bé không gọi tôi là mẹ cũng được. Vừa mới tìm thấy mà lại không bảo vệ nổi. Tìm thấy xe buýt thì tôi sẽ không bao giờ cho thằng bé về với anh nữa đâu. Sơn Hoa, nếu có chuyện gì với Thê Giang thì cậu sẽ chết với tôi. Người đang buồn là ai đây mà sao anh lại nói như thế với anh? Sao ư? Một kẻ đã cướp xe buýt đi ngay từ đầu, có gì giỏi giang mà cao giọng? Nếu cậu không đưa xe buýt đi thì đã không có chuyện như thế này rồi. Đi tìm Thê Giang về đây ngay. Đi thôi Sơn Hoa. Ai để lạc thằng bé mà bắt mình đi tìm? Đi tìm Thê Giang về đây. Không tìm thấy Thê Giang thì tôi sẽ không để yên đâu. Tìm nhanh lên. Vậy em chưa có liên lạc gì à? Trời cũng tối rồi. Đến đêm mà không tìm thấy thì gay go thật sự. Không hiểu sao nhiều chuyện xảy đến cùng một lúc thế này. Vâng, tôi là Jun Dae-kuk đây. Đồn cảnh sát ư?
Thế nào rồi, đã tìm thấy thê sang nhà tôi chưa? Anh Trên Linh, giám đốc Du gọi. Vâng, giám đốc. Dạ, đã tìm thấy thê sang rồi ạ. Cảm ơn giám đốc. Cảm ơn giám đốc. Tìm thấy thê sang rồi ạ. Dạ. Thằng bé hốt hoảng đến nỗi co giật ư? Cả tè dầm nữa ạ. Thằng bé đang ở phòng cấp cứu của bệnh viện nào vậy? Vâng. Đừng hốt hoảng quá. Chủ tịch và cô cũng đang đi rồi. Đến phòng cấp cứu đi nhé. Sẽ biết mẹ sai rồi. Thằng kia kìa, Sơn Hoa. Thế Giang, cô ơi. Thế Giang. Không sao, không sao đâu. Giờ thì ổn cả rồi. Mẹ xin lỗi con. Mẹ có lỗi với con quá. Mẹ chưa thể bảo vệ được con, nhưng từ giờ mẽ sẽ bảo vệ con. Tuyệt đối mẹ sẽ không để con cho ai hết. Mẹ sẽ không để con đi đâu nữa. Sơn Hoa, mẹ xin lỗi Sê Biết. Mẹ xin lỗi. Cô Sơn Hoa. Mẹ xin lỗi. Sê Biết, mẹ có lỗi với con nhiều lắm. Thế Giang, cô Bông Sơn Hoa nói đúng đấy. Mẹ của Thế Giang là cô Bông Sơn Hoa. Mẹ xin lỗi Sê Biết. Mẹ có lỗi với Sê Biết nhiều lắm. Sê Biết, mẹ xin lỗi. Chuyện này, chuyện này là thế nào? Mẹ xin lỗi Sê Biết. Là sao? Nói đi. Chuyện kỳ lạ đó là sao? Anh ngồi xuống đã. Ngồi xuống rồi nghe chuyện. Em cũng biết rồi à? Chỉ mình anh chưa biết ư? Có tin gì về Chê Kim chưa? Bố, thực ra chuyện là thằng này. Nói đi. Những lời kỳ lạ Bông Sơn Hoa vừa nói là sao? Sao Thế Giang là con trai của Bông Sơn Hoa? Chủ tịch, con sai rồi. Thời gian qua con đã lừa dối chủ tịch. Xin chủ tịch cứ giết con đi. Cái gì? Hồi đó Chê Kiêng bị xảy ra. Do cú sốc về chuyện khiến bà của Bông Sơn Hoa mất nên không giữ được đứa bé. Gì cơ? Xảy thai ư? Con sai rồi. Xin chủ tịch cứ giết con. Cậu nên trình bày tường tận từ đầu cho bố vợ cậu nghe chứ. Đừng nghĩ nói đại khái cho xong, nói cho đúng vào. Nói đi. Bông Sơn Hoa là vợ cũ của cậu, còn Thế Giang là con trai của Bông Sơn Hoa. Chị vừa nói gì thế? Cậu và Bông Sơn Hoa là vợ chồng chưa đăng ký kết hôn và có cả con trai là Tê Biếc. Nhưng vì hám tiền của Chê Kiêng nên cậu đã bỏ rơi Bông Sơn Hoa và Tê Biếc còn gì. Vậy sao? Đồ rác rưởi này, nói rõ ràng xem nào. Nói theo đúng sự thật, cậu đã cho Tê Biếc hóa thân thành Thê Giang như thế nào đi. Nhanh lên. Chuyện gì thế này? Những gì mẹ vợ cậu vừa nói có phải là sự thật không? Con sai rồi. Tôi đang hỏi cậu cơ mà. Những gì mẹ vợ cậu vừa nói có phải là sự thật không? Bố, hồi đó con không còn cách nào khác. Xin bố tha thứ cho con một lần này thôi. Vậy từ trước tới giờ tôi cưng chiều con trai của Bông Sơn Hoa ư? Hạng rác rưởi này. Lại đây. Hạng rác rưởi này. Bình ơi, Bình. Bố.
Làm sao bây giờ? Bình ơi, tìm thấy thế gian rồi này. Ôi trời ơi, cảm ơn ông trời, cảm ơn trời Phật, cảm ơn trời Phật. Bác Sơn Hoa, cho thằng bé vào phòng nằm đã. Ừ đúng đấy, nhanh lên. Tôi biết à, từ giờ mẹ con mình đừng xa nhau nữa nhé. Nhất định mẹ sẽ bảo vệ Sê biết. Con trai của mẹ. Bố con biết cả rồi. Vâng, có lẽ bây giờ Minh Sang Hiếc đang kể hết sự tình với bố con. Tuy quá muộn nhưng bây giờ biết cũng may rồi. Lẽ ra phải làm sáng tỏ từ trước, có thế thì Sơn Hoa mới bất khổ sở. Vậy từ giờ có thể đón Thế Giang. À, Sơ Bích về à? Phải khiến Minh Sang Hiếc đưa ra quyết định cuối cùng chưa? Bị bố con phát hiện thế này rồi thì có lẽ cậu ta sẽ không thể cầm cự thêm được nữa đâu. Bằng mọi giá con sẽ bắt cậu ta trả lại Thế Giang cho Sơn Hoa. Đúng rồi, phải thế chứ. Có thế thì Sơn Hoa mới có thể mỉm cười được. Mà Dương Trinh Trinh thế nào rồi? Vẫn chưa có tin tức gì à? Chơi kiêng, Dương chơi kiêng, Dương chơi kiêng. Khoác áo này vào rồi đi. Anh mang từ biệt thự đến đấy. Chơi kiêng. Dung chơi kiêng. Tin mới nhất, cô Dung của tập đoàn Đế Khúc từng gây ấn tượng mạnh với hình ảnh người mẹ tài phiệt đã nhảy từ vách đá xuống do bi quan về cuộc sống của bản thân. Hiện tại cảnh sát đã huy động cả thượng lặn chuyên nghiệp để tìm kiếm cô Dung, nhưng mới phát hiện áo và vật dụng ở hạ lưu sông. Cảnh sát nhận định rằng cô Dung không có khả năng sống sót với nhiệt độ tới xuống âm độ C và tuyên bố dừng tìm kiếm. Trời kiên, con không thể đi như thế này được. Trời kiên, mẹ biết phải làm sao bây giờ? Trời kiên, trời kiên. Trời kiên à? Dùng Đề Cúc, cứu con gái em đi. Anh có thế lực cơ mà, cứu con gái em đi. Thôi đi, tôi hiểu cô đang rất khổ tâm, nhưng làm thế này cũng có ích gì đâu. Tất cả là tại chị. Chị đã ghét chê kiên nhà tôi còn gì. Vì chị không yêu thương con bé nên mới ra cơ sự này. Chị nghĩ tôi sẽ để yên à? Có thôi đi không? Giờ này mà anh vẫn chỉ bênh Du Hê Ran ư? Không thể an ủi em hay sao? Em vừa mất con gái đấy. Chỉ mình cô mất con gái chắc. Con bé cũng là con gái tôi. Giờ chỉ mình cô khổ sở chắc. Đồn trưởng, thế nào rồi?
Dựa trên tình huống và vật dụng được tìm thấy, chúng tôi mới đưa ra quyết định. Trong hoàn cảnh đó thì khả năng sống sót là hầu như không có. Tôi rất tiếc, nhưng chủ tịch nên chấp nhận và để con gái ra đi. Sống cùng dưới một mái nhà nhưng Chiêm Linh được lớn lên trong tình yêu thương của bố mẹ. Còn con gái em thì khổ sở biết đường nào khi phải nỗ lực để được bố công nhận. Anh có biết không? Anh có biết chê kiêng đơn độc biết đường nào không? Con bé này làm gì có ông bố nào không yêu thương con mình cơ chứ? Con bé ngốc nghếch này, con chỉ cần là con gái của bố là đủ rồi. Sao phải khổ sở để được bố công nhận như thế? Nếu biết sẽ thế này thì lúc con ở phòng tạm giam, bố đã đến thăm con rồi nói rằng bố đã tha thứ cho con. Chỉ cần con mạnh khỏe là được rồi. Chắc con u uất lắm nên mới kết liễu cuộc đời. Trời kia, bố xin lỗi con. Xin lỗi con. Trời kia, bố sai rồi. Mẹ vẫn chưa thể tin được. Còn chưa tận mắt thấy thi thể, có thật là Trê Kiêng chết rồi không? Chị ấy bị rơi xuống sông mấy ngày rồi mà vẫn chưa tìm thấy còn gì. Cảnh sát nói có lẽ đã trôi ra biển rồi. Làm sao đây? Nếu biết chị ấy ra đi trong vô vọng như thế này thì con đã không ghét chị ấy. Vì sao mẹ vẫn chưa thể tin? Nói gì thì nói, ra đi như thế này không phải phép. Con bé vốn không biết sợ là gì, nhưng kiểu đã sống nghìn năm vạn năm cơ mà. Sao lại ra đi thế này? À, Sang Hiếc này, vậy nhà mình sẽ ra sao? Trê Kiêng không còn nữa thì mối quan hệ giữa con và nhà đó sẽ thế nào? Mẹ cũng thật là, giờ chuyện đó quan trọng à? Chị Trê Kiêng vừa mới mất mà sao mẹ lại nói được câu đó với anh? Vậy chẳng nhẽ bảo chết theo à? Người sống vẫn phải sống tiếp chứ, phải có kế sách gì đó. À mà, chắc Sơn Hoa cũng biết tin này rồi. Trê Kiêng, sao em lại bỏ anh mà đi như thế? Sao em
lại gặp phải một kẻ như anh để rồi... Cô Bông Sơn Hoa, giờ thì cô trả thù xong rồi chứ? Cô đã lấy mạng của Chê Kiêng nhà tôi đi rồi. Tôi không hề muốn chấm dứt với Dung Chê Kiêng theo cách này. Tôi muốn vạch trần tội lỗi của cô ta, khiến cô ta phải trả giá và xin lỗi tôi nữa. Tôi cũng có ý định sẽ tha thứ nếu cô ta thành thật ăn năn về những tội lỗi của bản thân. Nhưng ngay cả cơ hội đó cũng không còn nữa rồi. Cô nói thế mà nghe được à? Con tôi vừa chết đấy. Thà rằng cô nói hết với tôi và yêu cầu bồi thường thì đã không có chuyện như thế này rồi. Chủ tịch đang oán trách tôi đấy à? Chuyện gian lông ngỗ này là do tội lỗi Dung Chê Kiêng gây ra. Nếu ngay từ đầu cô ta không gây ra tội thì đã không có chuyện như thế này rồi. Gì cơ? Tôi đoán bây giờ chủ tịch muốn oán trách tất cả. Nhưng mong chủ tịch hãy hiểu cho đúng sự tình. Thế nên ý của cô Bông Sơn Hoa là cô không chịu trách nhiệm gì hết ư? Sao lại không chịu trách nhiệm? Nếu không phải vì cô thì trên kia nhà tôi đã không ra đi như vậy. Thế hả? Vậy nếu bà tôi còn sống thì chắc đã không xảy ra chuyện như thế này rồi. Chỉ cần Dung Chê Kiêng đưa bà tôi đi cấp cứu ngay từ đầu thì tôi đã không có ý định kết tội cô ta rồi. Ngay cả trong vụ giết Nam Ki Thép, Dung Chê Kiêng cũng vu tôi thành thủ phạm rồi tống tôi vào tù. Người hại Nam Ki Thép là Dung Chê Kiêng. Cô nói liên thuyên gì thế? Cô ta đã hại chết bà tôi và cả Nam Ki Thép. Chính là con gái của chủ tịch. Gì cơ? Tôi có đầy đủ bằng chứng. Bùn Sang Hiết cũng biết hết. Hơn nữa, như chủ tịch đã biết, cô ta vô sinh mà vẫn lừa chủ tịch rồi nhận nuôi bất hợp pháp xe biếc con trai tôi. Cô ta nhận nuôi không phải với tấm lòng của một người mẹ, mà là vì con tôi có giá trị lợi dụng. Lý do lớn nhất chắc là vì muốn được chủ tịch công nhận. Cô có thôi hay không? Giờ thì chủ tịch nên biết rõ chân tướng sự việc. Dù là bây giờ thì chủ tịch cũng nên xử lý ngay, đừng bao che cho hành vi sai trái. Không thế thì tất cả mọi thứ sẽ lung lay giống như Dung Chê Kiêng. Cô dám giáo huấn tôi đấy à? Đây không phải là giáo huấn, mà là tôi sẽ minh oan cho bản thân rồi trả mọi thứ về đúng vị trí của nó. Tôi sẽ không bao giờ lùi bước đâu. Dung Chê Kiêng, đồ tồi tệ này. Hạng như Mun Sang Hiết có gì tốt đẹp mà gây ra cơ sự này rồi từ bỏ cả mạng sống. Hạng rác rưởi này. Tìm xem Mun Sang Hiết đang ở đâu. Gì cơ? Con định giao quyền giám hộ và quyền nuôi con cho Sơn Hoa ư? Trước mắt con đã quyết định làm như thế rồi. Phải khẩn trương tiến hành trước khi tổ chức tang lễ cho Chê Kiêng. Nhưng làm thế này có nên không? Nếu đâu Thê Giang nhà mình bị Sơn Hoa cướp mất thì sao? Nếu chủ tịch đổi ý rồi không cho đón Thê Giang về nữa thì càng rắc rối hơn. Về mặt pháp lý thì Thê Giang vẫn là con trai của Chê Kiêng và ông ấy rất quý Thê Giang. Vậy thì Sang Hiết à, nếu con tái hợp với Sơn Hoa thì con sẽ thành giám đốc của công ty chơi hay gì đó à? Giỏi quá nhỉ. Giờ nhà đang có tang sự mà vẫn ngồi đây mở tiệc gà rán nữa. Cái thằng xấu xa này. Trời ơi, chị này hay thật đấy. Giám đốc tay động chân với con trai cao quý nhà người ta thế à? Này, ngay từ đầu tôi đã phản đối cuộc hôn nhân này rồi. Nếu cậu biết con biết phận thì tránh xa Chê Kiêng nhà tôi ra chứ. Một kẻ đã có vợ con rồi mà dám tán tỉnh Chê Kiêng nhà tôi rồi cưới ư? Chính cậu khiến Chê Kiêng nhà tôi chết. Cái đồ xấu xa này. Chị này thật là... có buông ra không thì mà. Này, sao Chê Kiêng chết lại là lỗi của Sang Hiết nhà tôi? Chị có biết Sang Hiết nhà tôi ghét Chê Kiêng đến sởn da gà không? Chê Kiêng đã đẩy Bông Sơn Hoa ra và giành lấy Sang Hiết. Đã không biết lại còn vu oan. Gì cơ?
ghét đến sởn da gà ư? Bực mình thật. Này, có buông ra không thì bảo. Này, tôi sẽ không để yên cho các người đâu. Các người đã giết chết kênh nhà tôi thì chính tay tôi sẽ giết các người. Này, được rồi, giết đi, thử giết đi xem nào. Đúng là mẹ nào con đấy, giết người dễ như ăn cơm vậy nhỉ. Thôi được, giết đi. Tưởng tôi sẽ để yên cho các người chắc, tôi sẽ đáp trả lại gấp trăm gấp nghìn lần, cứ chờ đấy mà xem. Tôi sẽ khiến Mun Sang Hiếp phải quỳ xuống van xin trước Chê Kiêng, nhớ đấy. Xem kìa, chị ta phát điên lên vì mất con gái rồi. Có chuyện gì vậy? Chủ tịch cho gọi anh. Chủ tịch ư? Chủ tịch đang chờ ngoài xe rồi. Đi thôi. Thế Giang. Thế Giang, cháu nhớ mẹ lắm. Cô đưa cháu về nhà đi. Thế Giang à, mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi. Mẹ ở đây còn gì? Cô là cô Bông Xuân Hoa chứ không phải là mẹ cháu. Mẹ cháu tên là Jun Chê Kiêng cơ. Thế Giang à, mẹ mới là mẹ thật của Thế Giang. Mẹ mới là người sinh ra con. Cháu muốn về với mẹ. Cháu muốn về nhà có ông và bà cơ. Thằng bé chưa thể nhận cháu là mẹ ngay từ đầu được. Thời gian qua, thằng bé vẫn tin Jun Chê Kiêng là mẹ, nên sẽ không dễ dàng đâu. Cháu cứ nghĩ khi cháu giải thích, cháu là người mẹ đã sinh ra, còn Chê Kiêng là người mẹ đã nuôi nấng, thì thằng bé sẽ hiểu hết. Với trẻ con thì chỉ còn cách nói đi nói lại nhiều lần cho nó hiểu mà thôi. Bây giờ làm sao đã hiểu hết về các mối quan hệ của người lớn được. Hơn nữa thằng bé vẫn nghĩ nhà trên bên mới là nhà của mình, nên có thể sẽ khó khăn khi ở nơi lạ lẫm nhiều. Biết thế cháu chờ thêm một thời gian nữa. Đây là vấn đề mà Thế Giang phải chịu đựng. Dù sao vẫn phải trải qua một lần và vượt qua. Không thể để thằng bé tin Jun Chê Kiêng là mẹ mình mãi được. Hơn nữa, có lẽ Thế Giang cũng cần được biết tin là Jun Chê Kiêng đã rời bỏ thế giới này rồi. Làm sao bây giờ? Làm sao Thế Giang chịu đựng nổi nỗi đau mà đến người lớn cũng khó mà chịu đựng? Cháu chỉ ước cháu đau thay thằng bé. Tội nghiệp Thế Giang quá. Mẹ phải thật mạnh mẽ, Sơn Hoa à. Có thế thì mới khiến Thế Giang vững tin và cháu mới bảo vệ được thằng bé, nhớ chưa? Quá là tiếc khi giao Chê Kiêng cho một kẻ như anh. Đang đóng phim tình yêu thuần khiết đấy à? Tiếc là chỉ mình tôi được xem. Lẽ ra tôi phải ngăn cản khi Chê Kiêng nói sẽ cưới hạng như anh. Lẽ ra tôi phải vạch trần thân thế của anh với chủ tịch
rồi ngăn không cho cưới. Đó là điều tôi vẫn thấy hối hận nhất. Thằng tanh này, tôi mà thoát ra thì tôi sẽ giết anh đầu tiên. Có biết tôi là ai không? Tôi là con rể của chủ tịch nước. Bố, bố, xin bố thả con ra. Bố ư? Cậu không có tư cách gọi tôi như thế. Dạ, con là con rể của bố mà. Hạng trở trẽn, hạng rác rưởi này, chính cậu đã hủy hoại cuộc đời trên kênh nhà tôi. Bố hiểu lầm rồi, im mồm đi. Dám tán tỉnh chê kiêng để rồi ra cơ sự này à? Xin bố tha thứ cho con sai rồi. Cậu là kẻ không đáng được tha thứ. Tại cậu mà tôi đã mất hai bảo bối chỉ trong mấy mắt. Tại cậu mà thế giới của tôi sụp đổ. Hạng rác rưởi này, thằng rác này, thằng rác này. Thế gian, nhìn này. Vâng, bác. Dạ. Anh Sang Hiết sao ạ? Muốn Sang Hiết mất tích ư? Không phải cậu ta về nhà mẹ sao? Mẹ muốn Sang Hiết cứu gọi cho em. Chưa biết chừng chỉ thị của bố anh cũng nên. Chắc chắn ông ấy muốn đổ lỗi cho bất cứ ai trong cái chết của Jun Jae-kyun. Muốn đòi lại xe biết thì phải có Moon Sang Hiết. Làm sao bây giờ? Đang lúc cần thì lại không có. Sao Moon Sang Hiết lại muốn mất đi đâu đúng lúc quan trọng này cơ chứ? Em có đoán ra nơi nào không? Chắc là Kim Soo-chun đưa đi rồi. Để em gọi cho cậu ta. Giám sát chặt chẽ vào. Một muỗng nước cũng không cho uống. Vâng, tôi nhớ rồi. Jun Jae-bin. Vâng anh. Kim Soo-chun, cậu biết chuyện Moon Sang-hyuk mất tích đúng không? Thì ra là đúng. Cậu đưa đi à? Cậu đang ở đâu? Anh đừng can dự vào. Làm sao cậu can dự được? Cậu đang định làm trò gì thế hả? Đừng làm thế Soo-chun. Chế Kiên không thể quay trở về được nữa. Nên cậu thì khác. Đừng gây thêm tội nữa. Soo-chun, Kim Soo-chun. Xem ra từ trong mắt cậu ta không còn thấy gì nữa rồi. Anh ta bảo sao? Gay go rồi. Anh đoán là cậu ta sẽ gây chuyện. Khách hàng A, Moon Tae Jang, nam, và khách hàng B, Bông Sơn Hoa, nữ, có quan hệ huyết thống. Bố, phó giám đốc Moon mất tích là do bố ra chỉ thị ư? Chủ tịch, phó giám đốc Moon đang ở đâu? Jae-min, lần trước con gửi mẫu cho trung tâm nghiên cứu công nghệ di truyền là để xét nghiệm ADN giữa Bông Sơn Hoa và Tae Jang à? Vâng, tôi sẽ báo Tae Jang về vì thằng bé là con trai tôi. Để làm được điều đó thì cần phải có giám đốc Moon. Phó giám đốc Moon đang ở đâu? Bố, đúng là có giám đốc Moon xấu xa, nhưng bố không nên trả thù theo cảm tính như thế này. Rốt cuộc vì sao bố lại hành xử không cần bố trước nào thế? Ra ngoài ngay đi. Bố không muốn thấy mặt anh nữa. Ra ngoài ngay. To gan thật. Nếu đúng là Kim Soo-chun bắt cóc Moon Sang-hyuk thì chắc sẽ ở chỗ quen thuộc của Kim Soo-chun gì?
Anh Chiêm Minh, anh xem ảnh này đi. Hôm Chê Kiêng đảo tàu, người đón Thê Giang từ trường mầm non là Kim Su Chơn. Hình như bọn họ chụp ảnh cho Thê Giang ở đây rồi đưa đến biệt thự. Trông giống nhà kho bỏ hoang ở gần biệt thự. Tôi Gina, chị sẽ gửi cho em địa chỉ này. Em thử tìm hiểu xem xung quanh biệt thự đó có nhà kho bỏ hoang nào không nhé. Ừ, được rồi, chị biết rồi, chị sẽ chờ. Anh chuẩn bị xong hết hồ sơ gửi luật sư rồi đúng không? Ừ. Nếu muốn sang hiếp từ bỏ quyền giám hộ thì có thể đón Thê Giang về với tư cách là xe biếc. Nước. Nước. Cho tôi uống nước. Tên đáng chết. Chị tìm thấy rồi, để em chụp tọa độ rồi gửi cho chị. Gì thế? Ôi, ra khỏi đây thôi, nhanh lên. Bùn sẵn biết, có sao không? Sơn Hoa, rõ thật là... Gì thế này? Anh cũng biết chủ tịch là người thế nào rồi. Nếu không đón Thê Giang về ngay thì không biết ông ta sẽ sở thủ đoạn gì nữa đâu. Tân Hoa, cảm ơn em đã cứu anh. Anh, trong thời gian bị nhốt ở đó, anh đã nghĩ thả chết còn hơn. Nếu em không đến cứu thì không biết chừng anh đã chết thật rồi. Anh là bố của Thê Giang cơ mà. Anh không được chết. Phải làm thế nào thì mới có thể trả lại Thê Giang cho em được. Cảm ơn anh. Anh chỉ cần ký vào đây thôi.
Hãy nuôi nấng xe biết thật tốt. Hãy kêu chú. Thời gian qua, anh đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Anh không có tư cách làm bố. Một kẻ suýt làm cho xe biết chết đi sống lại tận hai lần thì làm gì còn tư cách làm bố nữa. Là do anh quá bảo thủ. Chủ tịch nói cũng đúng. Khi cho cùng thì Chê Kiêng cũng tại anh. Tại anh mà chết. Sơn Na, cháu tìm lại được xe buýt rồi. Từ nay về sau, xe buýt là con trai của cháu. Tốt quá rồi.